Quý vị, các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của bên em trong suốt thời gian qua. Thì sớm nhất trong cái buổi trưa ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2019, Auto Tiến Khanh xin giới thiệu quý anh chị các bạn một chiếc Kia Morning số tự động được sản xuất năm 2007, xe nhập khẩu nguyên chiếc, biển Hà Nội rất là đẹp luôn và chất nữa. Vâng, thì biển Hà Nội luôn. Thì quý anh chị các bạn có nhu cầu thì liên hệ ngay bên em để sở hữu chiếc Kia Morning này. Xe còn rất đẹp, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, cam kết không taxi hay dịch vụ gì. Vâng, xe hoàn toàn là còn nguyên zin nguyên bản nhé, không có hệ đâm đụng ngập nước hay là tai nạn gì cả. Đấy, phần keo kèo cột của nó hoàn toàn là nguyên bản, keo chỉ thì nguyên zin. Vâng, máy móc thì cam kết là không lỗi nhé. Bên em đang chào bán mức giá 188 triệu bao rút hồ sơ. Thì bác nào có nhu cầu liên hệ ngay bên em theo số điện thoại 0943 622 621, em Khanh. Vâng, hoặc đến trực tiếp tại Auto Tiến Khanh, Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương để kiểm tra xe và xem xe nhé. Vâng, vì xe rất đẹp, biển Hà Nội nên là bên em cái giá bên em đưa ra là không bớt quý anh chị các bạn nhé. Vâng, thì quý anh chị các bạn có nhu cầu thực thiện chí mua ấy, thì bên em thì chỉ ra lộc lấy may cho quý anh chị các bạn một chút thôi nhé. Vâng, thì giá trên bên em đưa ra là không bớt, 29A766 66, rất là đẹp chất đúng không ạ. Nên là quý anh chị, nhất là trong khu vực Hà Nội ấy, thì thích chiếc Kia Morning này thì liên hệ sớm bên em để đặt cọc theo số điện thoại 0943 622 621, em Khanh, hoặc đến có trực tiếp tại Auto Tiến Khanh, Kinh Môn, Hải Dương, Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương để kiểm tra xe và xem xe quý anh chị các bạn nhé. Đấy, về phần thân vỏ keo cột của nó là hoàn toàn là nguyên zin nguyên bản, là không hề đâm đụng hay va chạm tai nạn thì quý anh chị các bạn nhé. Đây, phần keo cột của nó hoàn toàn là nguyên bản, nước sơn thì zin trên 90% luôn. Đấy, còn phần chiếu sáng của nó hoạt động rất là tốt, đèn gầm đèn siêu mù đầy đủ luôn. Bốn lốp còn khá là mới, na răng đúc rất là đầy đủ nhé. Vâng, nước sơn thì zin trên 90% nữa, một vài sắc sát nhỏ thì không ảnh hưởng đến độ đẹp của chiếc xe cả. Phần quan trọng nhất là phần vẫn là phần kèo cột của nó hoàn toàn nguyên bản là được. Vâng, hoàn toàn nguyên bản mà không đâm đụng tai nạn là được quý anh chị các bạn nhé. Đây, bên đây em quay thật là chi tiết. Đây, phần kèo cột thân vỏ của nó hoàn toàn là nguyên bản, không hề có đâm đụng ngập va chạm gì cả. Vâng, xe là hoàn toàn không zin nhé. Vâng, đấy, tư nhân biển Hà Nội, mới chạy được có 12 vận chuẩn, hơn 12 vận chuẩn một chút thôi, nên là xe còn rất là đẹp luôn. Đấy, quý anh chị các bạn cùng nhìn em cái phần gầm bệ của nó này. Phần gầm bệ là cam kết không mục mọt mối một mọt gì nhé. Đấy, còn rất là sáng bóng, không mối mọt gì cả, chắc chắn và sáng bóng luôn. Xe rất là đẹp luôn, quá đẹp đúng không ạ. Bên em đưa ra giá trên 188 triệu rất là hợp lý chiếc xe, và đưa ra giá trên là không bớt quý anh chị các bạn nhé. Xe rất đẹp luôn, kể cả phần tâm ni nội thất rất đẹp luôn. Còn về phần keo chỉ của nó thì hoàn toàn nguyên bản, nguyên zin theo xe hết. Đấy, xe không hề có đâm đụng ngập nước gì cả, xe không ca, phần keo chỉ nó không mất phần nào luôn. Đây, quý anh chị các bạn nhìn kỹ của em này. Đấy, em quay tất cả cánh cửa
đấy, quý anh chị các bạn kiểm tra thấy rằng xe là hoàn toàn là không có hề đâm đụng ngập nước nhé. Về phần keo chỉ hoàn toàn là zin, đấy, hoàn toàn là zin. Nội thất thì quá đẹp rồi, nội thất rất đẹp luôn nhé, rất là mới luôn. Da bọc ghế còn khá, như là mới luôn quý anh chị các bạn ạ, khá đẹp đúng không ạ? Đấy, nhìn kỹ ông em nhé, rất là đẹp luôn. Phần trần để thì như mới rồi, quá đẹp luôn, sạch sẽ như mới, hoàn toàn không một vết bẩn luôn. Đấy, đèn đóm đầy đủ hết, xe đang bị túi khí an toàn, phanh ABS, na răng đúc, đấy, gương kính chỉnh điện, có cả cam đùi nữa quý anh chị các bạn nhé. Âm thanh thì điều hòa chất lượng, mát lạnh. Đấy, tâm đi cửa là tâm đi mặt tiền hoàn toàn sáng bóng như mới, rất đẹp đúng không ạ? Đấy, tâm nô là không lỗi nhé, xe cam kết là không lỗi, mới chạy được có hơn 12 vạn chuẩn thôi, xe còn rất là đẹp luôn. Máy zin, côn số zin, đây có cả trang bị túi khí cho ghế lái đây, rất là an toàn luôn nhé. Đấy, cam hệ thống âm điều hòa mát lạnh, chất lượng âm thanh thì hoạt động rất là tốt, rất hay luôn nhé. Đấy, xe là có cả cam nùi nữa quý anh chị các bạn ạ. Đấy, nên là các bác là khu vực Hà Nội thì rất là hợp lý cho chiếc xe này nhé. Vâng, nên là có thiện chí thì liên hệ sớm để chốt con xe này quý anh chị các bạn ở khu vực Hà Nội nhé. Đây hệ thống nâng hạ kính, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết, tâm đi rất là đẹp luôn, khá là mới luôn. Vần lốp sơ cua cũng đầy đủ nhé, đây em quay quý anh chị các bạn nhìn, lốp sơ cua theo xe là đầy đủ, còn rất là mới luôn. Đấy, rất là mới luôn đúng không ạ? Keo chỉ, keo cột nó hoàn toàn là nguyên zin nhé, kể cả phần đuôi của xe nó cũng hoàn toàn là nguyên zin. Em quay thật là chi tiết. Đây quý anh chị nhìn, keo cột của nó hoàn toàn nguyên zin, không hề đâm đụng. Đấy, biển Hà Nội 29A76666, rất là chất luôn. Biển rất là đẹp luôn nhé, tư nhân là chính chủ. Đấy, quá đẹp đúng không ạ, nội thất quá đẹp đúng không ạ, như mới luôn. Giá bên em đưa ra rất là rẻ luôn nhé quý anh chị các bạn nhé, nên là giá trên là không bớt. Bên em nếu các quý vị các anh chị thiện chí mua thì bên em chỉ ra lọc một chút để lấy may thôi nhé. Vâng, đấy em quay tất cả các cánh cửa để quý vị anh chị và nhìn kỹ là thấy rằng xe là hoàn toàn là không đâm đụng ngập nước, hoàn toàn nguyên zin nhé, keo chỉ hoàn toàn là nguyên zin, quá đẹp luôn ạ. Xe đấy, hoàn toàn keo chỉ, phần keo chỉ là 4 cánh cửa tất cả là nguyên zin nguyên bản hết, xe cam kết là không lỗi. Bây giờ các quý anh chị cùng em đến cái động cơ của chiếc Kia Morning này, động cơ là 1 chấm nhé. Vâng, mức tiêu hao nhiên liệu 5,5 lít/100 cây. Vâng, động cơ còn hoàn toàn là nguyên bản nhé, nguyên zin theo xe, vâng, không khô ráo và không có hiện tượng tháo lắp thay thế gì nhé. Xe là cam kết là không lỗi mà không đâm đụng ngập nước. Đấy quý anh chị các bạn nhìn kỹ ông em này, hoàn toàn là nguyên bản và zin hết nhé. Vâng, phần keo chỉ khoang máy cũng hoàn toàn là nguyên zin đấy. Đây quý anh chị các bạn nhìn kỹ ông xem, keo chỉ khoang máy hoàn toàn là nguyên zin, xe rất là đẹp đúng không ạ? Đồng cam kết là không lỗi, côn số zin, máy zin, kèo cột thân vỏ khung sườn nguyên bản, keo chỉ zin hoàn toàn theo xe, xe mới chạy được có hơn 12 vạn chuẩn thôi, nên là còn rất là đẹp. Đây em đang chào bán mức giá 188 triệu, bao rút hồ sơ. Thì bác nào có nhu cầu thiện chí thì liên hệ bên em theo số điện thoại 0943622611 em Khanh, hoặc đến trực tiếp tại Auto Tiến Khanh, Kinh Môn Hiệp An, Kinh Môn Hải Dương để kiểm tra xe và xem xe nhé. Nhất là các bác trong khu vực Hà Nội thì nên thích con này thì liên hệ sớm bên em để đặt cọc con chiếc Kia Morning số tự động 2007, xe nhập khẩu nguyên chiếc này nhé. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.